Anh em nào có nhu cầu gọi là cày thế lên quân và mua nick lên quân, tìm nick theo gọi là skin yêu cầu thì nhắn tin gọi là cho nơ mà hạt. Nani? Nani? Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Thì trong cái clip này mình sẽ làm về vị tướng Tezi. Một vị tướng có chỉnh sửa ở bản cập nhật mới nhất. Thì Tezi ở bản cập nhật mới nhất sẽ như thế nào, sẽ ra sao? Cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu thì mình sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em luôn. Đối đầu với mình bên kia là xạ thủ Zon. Một vị tướng xạ thủ cũng rất là khỏe ở giai đoạn cuối trận về cái lượng sát thương, khiến đó là thế của tay bên mình cũng phải thốt câu. Đó là Sơ Zon. Thế cũng đúng thôi anh em ạ. Cuối trận mà Zon có đô thì thực sự nó bắn cho thì kể cả thến hay là các chất tướng thuộc dạng cực kỳ là trâu bò như ta ra rồi tố rú các kiểu cũng khóc luôn ấy. Rồi pha này thì solo kill thì mình thẳng thế đó là Zon ở giai đoạn đầu trận rồi, bởi vì mình mang sử dụng bộ phù hiệu gọi là tính linh. Tính linh thì giúp solo ở giai đoạn đầu game cũng sẽ khỏe hơn, và chất tướng Zon thì đầu game cũng không phải là khỏe. Pha này mình tốc biển chơi luôn, tưởng là ăn được Zon nhưng mà cuối cùng lúng búa nó hỗ trợ nữa. Khi đứng gần lúng búa thì lúng búa là một chất tướng trợ thủ, gọi là giúp chống chịu tốt hơn nữa ấy. Ôi, pha này thì thến đổi tay mình rất chỉ là hay luôn này, đẩy lui và tiện được đó là vị trí HP tem địch lên bảng điểm số. Tất nhiên pha trao đổi đầu game thì cũng không có gì là lỗ cả, hiện tại thì 2-2 dành cho hai bên. Mình thì vẫn chưa lên được level 4 thì bây giờ có lẽ là khởi động con rồng, nhưng mà nhận thấy mịt tém mình đang bắt mịt tém địch mình sẽ lại hỗ trợ nhá. Và tiện được đó là mịt tém địch lên bảng điểm số rồi, bây giờ quay trở về ăn con rồng cũng chưa muộn. Rồi tình huống này, ê lúng búa mất chiêu rồi này. Rồi, pha này thì thấy có giáo tránh thì mình sẽ lại hỗ trợ luôn nhé. Rồi, HP tem địch lên bảng điểm số này. Rồi, mình sẽ bắn đó là chiêu cuối luôn. Tưởng là kết liễu được mạng của Zon nhưng mà vẫn chưa đủ cái lượng đám. Về chiêu thức của vị tướng Tezi thì cũng khá là đơn giản. Chiêu thứ nhất của Tezi thì cũng giống như chiêu cuối của Viera tem bên bàn này. Anh em kích hoạt một vào thì sẽ bắn ra. Đó là 5 cái mục, gọi là mình cứ gọi là 5 cái mũi tên cho dễ hiểu đi. 5 cái tía thì sẽ đó là gây sát thương vào mục tiêu. Chiêu thức thứ hai anh em kích hoạt thì anh em để ý phía dưới thanh máu á thì sẽ có điểm nội tài nhá. Phụ thuộc vào cấp độ mà Tezi đó là kích hoạt 4, 5 hoặc là 6 điểm nội tài thì sẽ cường hóa đòn đánh. Bên cạnh đó thì kích hoạt chiêu 2 cũng giúp gọi là Tezi tăng tốc độ di chuyển nữa. Rồi, pha này thì sử dụng đó là chiêu cuối luôn. Và tiện đó là vị trí xạ thủ Zon tem địch lên bảng điểm số. Và quả là hay luôn, đến từ vị trí của thến. Về chiêu cuối thì Tezi bắn ra gọi là khắp bản đồ, trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương, làm lộ tầm nhìn của tướng địch ở trong bụi cỏ. Chúng cũng khá là đơn giản đến từ rồi chiêu cuối thôi. Anh em bắn giống như cái tên thân của Zon, rồi bắn giống như cái đàn thân quáng của La Vi chẳng hạn ấy. Và
Và chiêu cuối của vị tướng Terry này thì phản pháo lại này nhá, tức là anh em bắn đi rồi còn hồi về nữa ấy. Chiêu cuối thì anh em dùng để có thể là kích liệu mục tiêu từ xa hoặc là kiểm soát tầm nhìn. Rồi, pha này thì sẽ lấy trụ trước này, mình sẽ bắn trụ trước và bắn giòn sau. Nhưng mà lấy được trụ rồi, mình sẽ tốc biến để né cú nhảy đến từ vị trí của Karinak. Pha này thì thế thì mình đẩy rất chỉ là hay, mình quay trở lại xả ra thương luôn. Và tiền đó là vị trí của Karinak tem địch lên bảng điểm số. Từ một kẻ săn mồi biến thành đó là con mồi dành cho đó là vị trí của Terry. Trận này thì thiên tài mình cũng rất là hay luôn ấy, mấy phá hỗ trợ cực kỳ là kịp thời. Mấy phá hỗ trợ phải gọi là chuẩn, quá là chuẩn chỉ luôn ấy. Chất tường thiên là một chất tường FP mình cực kỳ là thích khi mà vác vào xạ thủ, bởi vì nó trâu bò này, khả năng bảo kê tốt này, khống chế tốt này. Những cái đó thì quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ lấy được cái trụ khu vực đường rồng rồi thì sẽ di chuyển qua đường sửa nhá. Và này mình bắn chiêu cuối, có trúng ai không? Trúng vào vị trí của John. Anh em thấy thì chiêu cuối nó cũng phản pháo lại đấy. Với cách chơi của Terry thì khá là đơn giản thôi, anh em cứ gọi là kích qua chiêu 2 tăng tốc độ di chuyển, bắn thương, kích có chiêu 1 thì anh em kích hoạt chiêu 1 thì gây thất thương nữa đấy. Đó, bắn thương và bắn thương và tuyển vị trí SP tem địch lên bảng điểm số. Pha này sẽ lấy luôn trù nhá. Rồi, lấy luôn trù này, Karinak này, bắn luôn này, bắn thương và bắn thương thôi. Và khi anh em kích hoạt chiêu hoài thì bắn thương nó sẽ trúng nhiều mục tiêu luôn đấy. Nói chung thì chất tưởng Terry sau khi thay đổi thì thực sự đó là chơi ok hơn, và thời điểm hiện tại và vào ránh vẫn ổn, vẫn tốt. Bên phần trang bị dành cho đó là vị trí của Terry thì mình sẽ lấy như sau. Đầu tiên thì dây thu mục tăng tốc đánh. Tiếp đến món đồ thứ hai thì thành kiếm chỉ mang. Món đồ thứ ba thì kiếm phân nia đánh theo phần trăm máu. Món đồ thứ tư thì sóng đao bảo táp, tốc đánh, chỉ mang và kháng hiệu ứng. Món đồ thứ năm sẽ lên cho Terry ở diệt thân cung xuyên giáp và cuối cùng giáp hồ mệnh. Rồi pha này mình sử dụng chiêu cuối trúng 3 người luôn. Tiền đó là một người lên bảng điểm số, tiền 2 người lên bảng điểm số. Thích thì tốc biến chơi luôn. Mình tưởng pha đó gión quay lại là mình chơi được ấy, nhưng mà gión quay xe về rồi. Về phần phù hiệu thì mình cũng đã phân tích rồi. Tinh linh thì giúp giai đoạn đầu trần của Terry đó là sẽ khỏe hơn rất là nhiều, trong việc gọi là solo gây thêm sát thương đấy. Về phần đó là bảng ngọc dành cho Terry á, thì mình khuyến khích các anh em đến bảng ngọc theo thiên hướng và sát thương chỉ mang nhá. Ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang 10 viên. Ngọc tím 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu. Và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Nói chung chất tưởng Terry là như vậy rồi. Anh em cần lưu ý cho mình đó là giữ vị trí để được bắn, để được xả sát thương. Bên cạnh cái lối trang bị và bảng ngọc và phù hiệu này thì gần như là tối ưu dành cho Terry rồi, nên là anh em cứ yên tâm chơi thoải mái thôi. Terry thì màu chất tưởng cũng không phải là cơ động, nên là anh em cẩn thận, vì dưới trận đấu này có những sát thủ như Zuka này, như Karinak thì anh em cẩn thận dành cho mình. Đặc biệt có tốc biến thì anh em có quên đó là hổ báo vào nháy được, còn không có tốc biến tem địch rất là dễ bắt nhá, nên là việc giữ vị trí để được bắn cực kỳ là quan trọng. Ở trận đấu này thì kết thúc được sớm thì càng tốt, chứ ở giai đoạn đó là cuối trận thì tem bên địch rất là gắt luôn. Rồi, pha này mình sẽ khép góc đường V của gió này, kích hoạt chiêu 2 tăng tốc độ di chuyển này. Có nội tài này, pha này gión lên bảng điểm số. Bắn luôn này. Nói chung đối với Terry ở giai đoạn đó là V6 bắn cũng rất là rát nhá. Có thêm đó là kiếm phân nia đánh theo phân trăm máu nữa, nên nó trì các vị tướng tánh cỡ cũng tuyệt vời. Rồi bây giờ công trụ nếu mà khó khăn quá thì có thể là chờ ăn những mục tiêu lớn. Rồi pha này sẽ lên hỗ trợ Omen này, lấy luôn cái trụ này Omen ơi.
quất luôn, đó là cái trụ thứ hai ở khu vực đường tà thần. Lóng trời là đất của Lumbua được sử dụng. Rồi, nhảy chiêu cuối đến từ vị trí của Kerenak, hiểm hòa không trúng, nhưng mà cuối cùng thì bị mình tiến lên bảng điểm số, mình tốc biến chơi luôn, tiến lên bảng điểm số 2 người rồi. 3 người rồi, triple kill, tiếc thế. Mì tém địch và xa thủ tém địch chỉ còn một chấm máu nữa. Rồi, pha này thì bắt luôn, đó là vị trí của Lumbua này, lên bảng điểm số. Laureal tém mình chát gọi là Mega, liệu có được Mega hay không? Không được rồi anh em ạ, bị Vira zone đám rồi. Nhưng mà không sao cả, dẫu sao thì trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ kết thúc ở đấy thôi. Anh em thấy thì nói chung Terry vẫn là một chất tướng chơi ổn, chơi tốt và chơi ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha, bye bye.